Các vị thầy tâm linh được cho là giác ngộ thường miêu tả rằng vị ấy bằng thị giác, vị ấy nhìn thấy bằng thị giác mọi thứ đẹp đẽ, sống động và có chiều sâu. Trong kinh có đề cập đến vấn đề này hay không? Xin thưa là không có. Xin thưa là không có chuyện đó. Mà những vị giác ngộ đó, vị ấy nhìn, khi mà vị ấy nhìn bằng cặp mắt á, thì những cái cảnh sắc đập vào mắt của vị ấy, vị ấy nhìn bằng cặp mắt trí tuệ, có nghĩa là vị ấy thấy được bản chất của sự vật mà vị ấy nhìn thấy. Chứ không phải là chúng ta nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn cái gì cũng có chiều sâu, thì không phải như vậy. Mà vị ấy nhìn cái gì, vị ấy cũng có thể nhìn thấu bản chất của nó. Bản chất của nó là bản chất gì? Thứ nhất, nó là do duyên mà có, nó là do duyên hợp. Nó không phải là một cái duy nhất, nó không phải là một cái toàn vẹn, mà nó là một khối lắp ráp, một khối tổng hợp. Đấy, do duyên mà có. Cái thứ hai là cái mà vị này nhìn thấy đó, chắc chắn nó không tránh khỏi cái định luật vô thường, có nghĩa là nó chắc chắn nó phải thay đổi, nó phải thay đổi. Không sớm thì muộn, không có cái gì là trường cửu, không có gì là thường hằng bất biến. Cái thứ ba mà vị ấy nhìn thấy đó là gì? Đó là tất cả những cái này không có cái gì là ta, là của ta. Đấy. Thì một vị mà giác ngộ đó, khi vị ấy nhìn thấy bằng cặp mắt, vị ấy nhìn thấu được bản chất của vấn đề, chứ không phải là nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn cái gì nó cũng thấy sống động, nhìn cái gì cũng thấy chiều sâu, thì không có chuyện đó. À, cho nên là không có bài kinh nào đề cập cái chuyện này hết. Chỉ có đề cập rằng một vị có tu tập thì khi vị ấy nhìn, vị ấy phải nhìn thấy được ba cái vấn đề, ba cái những vấn đề đó. Đó là gì? Duyên hợp. Duyên hợp của các pháp. Cái vấn đề thay đổi liên tục, có nghĩa là vô thường của các pháp. Và cái thứ ba là cái sự vô ngã của các pháp. Cái thứ hai, có thể nhận biết một người là thánh nhân đã đắc đạo quả hay không? Các bậc thánh có nhận ra nhau hay không? Trong kinh tạng đó, Đức Phật xác nhận rằng một người cư sĩ còn hợp lặng trong các dục, còn gần gũi với các dục, thì vị ấy không thể nào biết được một người đã chứng thánh hay là không. Bởi vì bản thân vị ấy ô nhiễm thì vị ấy rất khó để mà nhìn thấy người khác có trong sạch hay không trong sạch. Nhưng mà như vậy, có một số cái chi tiết mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta biết rằng một người dù cho vị ấy không phải là thánh thì cũng là một vị có một số chi tiết á, mà chúng ta có thể xem là vị ấy dù cho không phải là một vị thánh thì cũng là một vị phàm đáng để chúng ta kính lễ. Đó là gì? Một vị thánh, dù là vị thánh sơ quả, dù là vị thánh sơ quả thì dù có chết, vị đó cũng không bao giờ vi phạm cái giới mà vị đó đã thọ. Ví dụ như là một người cư sĩ mà chứng sơ quả, một người cư sĩ chứng sơ quả thì vị đó không bao giờ vi phạm năm giới. Tức là dù có chết, vị ấy cũng không bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vị đó không bao giờ làm chuyện đó. Và vị đó không bao giờ sân đến mức mà phải đánh, gọi là đánh đập ai, hành hạ ai, chửi mắng ai. Đấy. Và có tham đến cỡ nào đi nữa thì
cái tham đó, đó nó cũng chỉ đơn giản nằm trong cái chuyện là con cái nhiều thì thích thương, tài sản nhiều thì cũng thích, nhưng mà không vì như vậy mà làm các ác nghiệp. Nhớ, một vị thánh không bao giờ làm bất kỳ một ác nghiệp. Nhưng nếu như mà một vị phàm á, phàm cư sĩ, phàm không chứng thánh mà cũng làm được điều đó, thì có nghĩa là mặc dù vị đó phàm nhưng vị đó cũng có một trong những đặc điểm của vị thánh, đó là không bao giờ phạm giới, dù có phải hy sinh tính mạng thì con người đó vẫn đáng để chúng ta cung kính, mặc dù có thể vị đó chưa phải là thánh. Còn một vị tu sĩ mà chứng thánh thì vị đó không bao giờ vi phạm giới mà vị đó đã thọ. Một vị thọ sa di thì vị đó không bao giờ phạm giới sa di. Một vị thọ tỳ kheo thì vị ấy không bao giờ thọ phạm giới tỳ kheo. Mà trong số cái giới đó, cái giới của tu sĩ đó, có một số cái giới mà quý vị có thể dễ nhận thấy. Tôi nói không phải để quý vị soi mói chư tăng, không phải đi quý vị soi mói chư tăng, mà nếu quý vị có cái lòng á thì biết là, để biết là ông này cũng còn phàm. Đó là gì? Thứ nhất là y áo. Vì đó chắc chắn là phải đắp y như vậy, không bao giờ đắp một cái y khác. Đấy. Rồi vì đó đó chắc chắn là không có là không có nhận tiền. Đấy. Và trong tất cả các giới 227 giới tỳ kheo thì vị ấy không phạm bất kỳ một cái giới nào. Thì đó là một vị thánh. Nhưng mà nếu như một vị phàm mà cũng được như vậy đó, có nghĩa là một vị phàm mà giữ trọn vẹn được giới sa di, giữ trọn vẹn được giới tỳ kheo, không sức mẻ một giới nào, thì cũng đáng để chúng ta đảnh lễ cúng dường. Đấy. Cho nên là chúng ta thì không thể biết được ai là thánh nhân, nhưng mà có những vị chúng ta có thể biết được, cái vị này ít nhất là vị đó có giới hạnh đó. Và cũng cái chuyện chúng ta gần gũi các vị đó là cái điều tạo nhiều công đức đó. Còn các bậc thánh thì đương nhiên các ngài có thể biết được vị nào là thánh, nhưng mà từ ngang mình cho tới thấp hơn mình thì đã biết. Chứ vị đó không thể biết được một vị mà chứng thánh cao hơn mình. Ví dụ như một vị thánh chứng tam quả thì chỉ có thể biết được ai là người chứng tam quả, nhị quả và sơ quả, chứ không thể biết được ai là người chứng tứ quả.